Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một hình cờ mà ta sẽ chứng kiến được một sự điều chuyển quân khá là hay. Như thấy, lực lượng hai bên là bên đỏ còn pháo mã chốt và hai tượng thiết bộ sĩ để phòng thủ, còn bên đen thì còn xe pháo. Trong tình thế này thì mang tính chất là phòng thủ là chính, nhưng mà nếu bên đỏ mà đi không khéo thì để xe đen này có thể mà linh động thì sẽ rất nguy khốn, bởi sức mạnh của xe đen rất là dữ dội, có thể mà tàn sát cùng lúc mà pháo mã chốt như chơi. Do vậy, muốn giải nguy trong tình huống này thì không những bên đỏ phải có sự điều chuyển quân pháo mã chốt cực kỳ linh hoạt, mà còn phải là điều chuyển hai quân sĩ tượng. Xin kính mời các bạn cùng đón xem và đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh Cờ Tướng Địa Chỉ giúp mình nhé. Xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn. Bước đi đầu tiên đó là mã 8 tháng 6, dùng pháo này trước tướng bắt buộc, tướng không lên được bắt buộc là pháo phải về lót. Sau đó mã 6 lại thứ 7 tiếp tục trước tướng bắt buộc nên là pháo phải chạy đi, nhưng mà chạy lùa nào cũng không quan trọng. Cái hạn như là pháo 84 thì mã lại tiếp tục nhảy trước tướng bắt buộc pháo lại về. Sau đó thì đi pháo 8 thối về lỗ 6 tiếp tục lưỡng tướng bắt buộc pháo phải bắn một, vừa cản mã vừa thoát khỏi tầm chiếu của pháo đỏ. Đến lúc đây thì đỏ đi một nước rất là hay, đó là tướng 5 bình của lỗ 4. Nước này là một nước kiềm chế rất là mạnh, tại vì ta thấy kiềm chế là không có thể mà để con xe này thoát khỏi cái hàng ngang này được. Chẳng hạn cho ví dụ, chẳng hạn như là xe tấn 3 để mục đích sẽ bình vào và chiếu tướng và bắt chốt, thì tất nhiên là bên đen sẽ bị thua bởi nước chốt 4 tấn 1 bắt buộc tướng phải vào. Sau đó thì nhảy mã của lỗ 8 dùng pháo chiếu tướng á sát cục. Do vậy ở bên đen chỉ còn cách là di chuyển theo hàng ngang này thôi. Thì đến đây đen có thể là xe 7 bình 8. Như thấy nước đi tướng 5 bình 4 của đỏ quá là hay, kiềm chế không cho pháo này di chuyển, tại vì chặt mã xe này không thể di chuyển lên trên được, còn tướng lại càng không thể di chuyển, mình vào thì sẽ bị chiếu sát cục ngay. Đến đây thì bên đỏ nhẹ nhàng đi sĩ 6 tấn 5, đang lại tiếp tục bình vào. Đỏ lại tiếp tục đi tượng 7 tấn 5, đang lại tiếp tục bình ra. Đỏ lại đi tượng 9 thối về lỗ 7. Ta thấy bên đỏ đi những nước sĩ, những tượng tưởng chừng như là những nước dừng và những nước vô nghĩa, nhưng mà thật ra đằng sau đó là những âm mưu rất là chính kẻ. Thì đến đây đang lại phải bình xe qua. Đang nếu mà không bình xe qua thì chẳng hạn tấn chiếu cho tướng trồi thì cũng phải rút về mà thôi. Đến hình cờ này thì đỏ thấy đã thiết lập xong ý đồ, đó là chống thủy chống vượt. Thì tiếp tục nhảy mã xuống lộ 8, tiếp tục chiếu tướng bắt pháo phải số 1. Sau đó lại nhảy mã về lộ 7 chiếu tướng pháo lại chạy đi. Sau đó thì lại tiếp tục nhảy về lộ 6 chiếu tướng pháo lại phải về. Và sau đó thì tiếp tục nhảy về lộ 5 chiếu tướng lưỡng tướng bắt buộc con pháo phải tấn một, và tiếp tục đi một nước nó rất là bất ngờ, đó là pháo chiến số 1 tốc xe đen. Như ta thấy bên đen sẽ có những cái đi như sau. Cái đi thứ nhất có thể là tấn bắt chốt, cái đi thứ hai là thối về, và cái thứ ba có thể là chiếu tướng rồi chạy một đi một lộ nào đó. Nhưng mà thật ra ba cách đều quy về một đường duy nhất, đó là xe phải thối một. Thì như ta thấy cái hàng như là xe tấn một bắt chốt, thì lúc này chốt sẽ tấn một chiếu tướng bắt buộc tướng phải bình vào. Sau đó thì tiếp tục ăn pháo chiếu tướng, tất nhiên là tướng không thể ăn lên chốt được, tại vì mã sẽ nhảy và bí ngay. Do vậy thì lúc này tướng không còn cách nào khác là sau khi bị ăn pháo thì phải bình ra bên lộ 4. Thì lúc này mã nhảy qua bên đường 7, hầm bước tiếp theo sẽ dùng chốt tấn một và chiếu sát cục, nên do vậy bắt buộc xe đen phải thối về. Và đến đây thì tất nhiên ta thấy hình cờ là hoàn toàn chiến thắng tuyệt đối cho bên đỏ, tại vì đỏ vẫn tấn một chiếu tướng bắt xe và sau đó thì lại ăn mã tướng ăn vào. Và như ta thấy thì bên đỏ còn pháo sĩ cặp tượng, chắc chắn là sẽ chiến thắng với đơn tướng lẻ loi này. Và đến đây thì chắc chắn là sẽ có nhiều bạn thắc mắc câu hỏi rất là lớn, đó là ngay từ nước thứ năm, nghĩa là sau khi mà tướng bình ra và để kiềm chế xe thì xe lại bình ra, thì cứ đi theo cái lập luận như mình đã phân tích, nghĩa là mã tấn chiếu tướng bắt buộc pháo phải thối, sau đó thì mã lại nhảy về chiếu pháo chạy đi, mã lại tiếp tục chiếu pháo lại lót về, sau đó thì lại mã thối về chiếu bắt buộc pháo tấn một, sau đó thì bình pháo tróc xe,
có được không? Không có cần phải tốn tiền vượt. Thì đến đây bên đen sẽ có một nước là đỡ rất là hay, mà bên đỏ rất là khó lòng chiến thắng. Nghĩa là sẽ thắng xe chiếu, bắt tướng trụ lên, sau đó lại thối xe một chiếu, tướng lại thối một, sau đó lại bình xe qua lùi hai. Nếu bên đỏ vẫn giữ ý định đó là thắng tốn chiếu thì tướng sẽ bình vào ăn pháo chiếu. Thì lúc này tướng sẽ không ngần ngại ăn lên, tại vì nếu mà nhảy mã chiếu thì đã có xe về đỏ. Và như thế này thì bên đỏ rất là khó lòng chiến thắng được bên đen. Một suy nghĩ nữa đó là có thể nghĩ đến là thay vì chống cả sĩ cả tượng thì chống sĩ thôi có được không? Nghĩa là xe tăng chiếu, tướng trồi, xe có thấu chiếu nữa thì tướng sẽ thuộc và có sĩ ở đây cản. Thì lúc này hình cờ nó sẽ ra như thế này. Đến đây bị xe chiếu thì bắt buộc tướng phải bắn một, xe lại thấu một chiếu, tướng lại phải thấu một, xe lúc này vẫn ăn một sĩ. Đỏ lại tiếp tục bắn chiếu, tướng lại bình vàng ăn pháo chiếu, thì tướng lại bình ra, sau đó lại nhảy mã để ham bước tiếp theo sẽ tấn chốt sát cục. Thì đến đây xe đèn vẫn thối về, nếu mà chốt có tấn chiếu thì xe sẽ ăn về, mã bắt buộc ăn xe thì tướng ăn vào. Và như thấy hình cờ này thì chắc chắn là sẽ đưa về cơ hòa, tại vì pháo tập tự không thể mà chiến thắng được. Còn câu hỏi tiếp theo có nghĩa là để ngăn không cho xe thối về thì lên một sĩ và một tượng như hình cờ dưới đây thì có được không? Thì đến đây thì vẫn vậy, xe vẫn tấn chiếu bắt buộc tướng phải trèo lên, sau đó thì lại kéo xe qua, và như thấy thì lại lập giống như hình cờ lúc trước. Và do vậy muốn chiến thắng được hình cờ này tuyệt đối thì bắt buộc ta phải lên cả sĩ cả tượng và hai tượng liên kết với nhau, ngăn không cho con xe này có thể mà thốt qua bên cánh phải để bảo vệ được. Như thấy hình cờ này không những hay ở chỗ là sự điều quân của pháo mã và cả tướng rất là linh hoạt, còn phải có sự suy nghĩ sau nhúng đi của sĩ của tượng rất là kín kẽ thì mới giúp bên đỏ có thể chiến thắng tuyệt đối với hình cờ này. Clip của mình đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh để cùng hành cùng với cờ tướng Duy Kỳ trong tiếp những trận cờ tàn cụ rất là hay để sau nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau.